ước gì em được đến bên anh như giọt nắng buông dài trên vai áo. Anh cảm nhận dịu dàng môi sắc thắm trên đôi má đang thoáng ửng hồng. Ước gì em được đến bên anh như cơn gió mong manh lùa mái tóc. Anh sẽ nghe trong lao sao dịu dàng tiếng em thì thầm nhớ. Em có thích chơi cây cảnh không? Trước giờ thì em chỉ đi chùa, cúng bái rồi hầu đồng. Em cũng thích chim muông lắm, nhưng mà không biết gì về cây cảnh hết. Bây giờ có thời giờ một chút, nhưng lại không dư giả về tiền bạc hết. Tội nghiệp em, em thiệt thòi quá. Đáng ra ở tuổi chúng ta, em phải tìm thú vui tao nhã nào đó. Ví dụ như là nuôi chim, hoặc là chăm sóc cây cảnh, hoặc là rèn luyện dưỡng sinh. Chứ nếu không, nửa cuộc đời còn lại của em sẽ không có ý nghĩa đâu em ạ. Thôi được, bữa nay anh sẽ cho em tận hưởng không khí an nhàn, thanh thản. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cây cảnh và tìm hiểu ý nghĩa của chúng với sức khỏe tuổi trung niên. Anh chắc chắn em sẽ thấy thú vị cho mà xem. Dạ. Mình đi em. Ở nhà anh có một cây mai kiển cổ thụ được tạo nên từ bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Người đó là bạn. Trông nó đặc biệt lắm em à. Nó đứng thẳng, dáng cây mang ý nghĩa trực quân tử, tứ diện điều, tức là người quân tử bốn phương vẫn đứng vững qua năm tháng. Tán cây hài hòa tạo nên một thế rất ra dáng đấng trượng phu. Mỗi cây cảnh đều có dáng khác nhau, ý nghĩa của nó cũng khác. Nói chung là có bốn thế cơ bản: dáng trực, dáng siêu nè, dáng hoành. Xin lỗi em. Và dáng chúc. Dạ. Nếu như em yêu cây cảnh thì em sẽ yêu thiên nhiên và yêu cuộc sống của chúng ta hơn nhiều đó em à. Dạ. Mình nhớ đã có lần nói với bà những điều tương tự như lão kia mới nói, mà mới được có mấy câu quay qua thấy bà lăn ra ngủ ngáy khò khò.
Vậy mà bây giờ cứ há hốc mồm ra nghe lão nói, cứ như muốn nuốt từng lời vậy. Muốn điên luôn. Anh nói y hệt như là một nhà sinh vật cảnh vậy đó. Anh giỏi thiệt. Mà anh học những điều đó từ khi nào? Từ khi anh nghỉ chế độ đến nay. Hơn nữa, gia đình có chuyện trục trặc, anh cảm thấy mình cô đơn quá, cho nên mới tìm tới thiên nhiên, cây cỏ. Vùi đầu trong một mớ kiến thức xã hội phong phú. Thu à, em có biết không, thời gian này anh rất buồn, cho nên anh đọc rất là nhiều, anh nghiên cứu nhiều, thành ra anh hiểu nhiều mà thôi. Nhưng em biết không, anh đọc hoài cũng thấy chán. Từ khi gặp em, anh mới cảm thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa. Tình hình sao hả ba? Từ từ, vô nhà mình nói chuyện. Ba uống nước đi. Mọi thứ đang đi đúng hướng mà ba đã vạch ra. Cái con cáo chín đuôi đó, sớm muộn gì cũng lộ mặt thật của nó ra. Sao bà lại nói ổng như vậy? Bà theo đuôi hắn suốt cả ngày hôm nay, nghe cái giọng hắn ỉ ôi nịnh hót mẹ con mà muốn ói. Bà phải dụng công thiệt tài để kéo mẹ về phía bên mình, chứ đừng để một người đàn ông như vậy bên cạnh mẹ, nguy hiểm lắm đó ba. Mà trong ba cũng giống thám tử lắm đó. Cô yên tâm đi, ba không ngu gì để mất người phụ nữ của đời mình cho cái thằng đàn ông lẻo mép đó. Còn con sao? Công việc tiến triển tới đâu rồi? Con đã trở lại dự án và bắt tay vào những bước tiếp theo để kéo thêm nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty rồi ba. Con tính sao cho phải đó thì làm. Nhưng để kéo được con Thư về mình không phải chuyện đơn giản đâu nha. Con nên nhớ một điều, cuộc chiến đấu nào cũng đầy cam go và thử thách. Dạ, con rất hiểu điều đó ba. Bây giờ con đang cố gắng hết sức trong công việc, chỉ thời gian nữa thôi con sẽ có thành quả ba. Lúc đó con chắc chắn rằng con đủ tự tin và thừa sức mạnh để giành lại Thư. Tốt, em mua đầm nghe. Bữa nay anh sẽ đích thân chọn đồ cho công chúa được không? Mấy bữa trước em mua nhiều quá rồi, hôm nay khỏi mua đi anh. Vậy hay là mình qua bên đồ trang sức đi, mua nhẫn cưới. Em thích nhẫn kim cương hay là bạch kim? Anh vội gì chứ, em vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn mà. Không phải là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao? Em hết yêu anh rồi. Em xin lỗi, nhưng bữa nay em không có hứng thú mua sắm. Thôi mình về nhé. Thôi được rồi, nếu em không thích á, anh sẽ không nài ép em nữa. Mình về đi. Tuyết Anh ơi, em mệt quá. Em ở trên này nè.
Anh cứ mở cửa vô đi. Tôi xin lỗi. Bữa nay em thấy mệt quá. Mấy lần định nhấc người dậy để xuống dưới phòng làm việc mà không sao nhấc nổi. Thôi, trước anh mệt thì cứ nghỉ đi. Bữa khác mình bàn công chuyện cũng được mà. Thấy mặt anh em cũng đỡ nhiều rồi. Anh cứ ở lại đi. Anh thấy căn phòng của Tuyết Anh thế nào? Đẹp. Đẹp giống như là chủ nhân của nó vậy. Đây là thiết kế của đề án cải tạo khu ven biển và tiến tới xây dựng chung cư nghỉ dưỡng kết hợp với khu dân cư ven biển. Tuyết Anh xem đi rồi cho ý kiến. Anh cứ để đó. Bữa nay Tuyết Anh chưa coi ngay được đâu. Thôi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bữa nào rảnh thì xem cũng được mà. Thôi, anh không làm phiền em nữa. Anh đi đây. Anh không thể nán lại thêm một chút với em được sao? Thiệt tình thì tôi còn nhiều việc lu bu quá. Thôi, để bữa khác nghe. Anh nhất định đi luôn hả? Tuyết Anh thông cảm nghe. Không lẽ Mạnh lại là người lãnh cảm? Đó. Chà. Bây giờ có đôi rồi, không còn lẻ bạn nữa nha. Từ đây tao sẽ chăm sóc cho tụi bay tử tế. Bây giờ mới có thì giờ chơi những cái thú vui như vậy. Dễ thương quá. Mình thấy đôi cá này dễ thương không? Mình à, cái cặp cá này nó giống y chang như tụi mình vậy đó. Trong nhà mà thiếu đi một người á, nó vắng vẻ, trống vắng gì đâu á. Đôi cá này cũng vậy. Bữa nay anh có bị sao không? Ăn nói hành xử không có giống ai hết trơn á. Tôi nói trước á, tôi không có thời giờ mà chăm sóc hai con cá sấu quắc đó đâu nha. Ngứa mắt là tôi bắt cho mèo ăn á. Anh nói thiệt cho mình khỏi sốc. Chứ mấy chục năm sống với nhau, mình chưa khám phá hết được tiềm năng và sở thích của anh đâu. Anh là anh cũng thích cái thú chơi chim ca cảnh lắm đó. Em sao vậy? Tụi nó chọc kẹo cho vui thôi mà. Em biết, nhưng mà tự nhiên em thấy mệt quá. Để em đi ra ngoài, em đi dạo một lát cho khỏe. Phải chi em ở lại một chút nữa thì hay hơn. Nhưng mà thôi, em cứ làm theo ý em thích đi. Chừng độ nửa tiếng nữa mình sẽ đi ăn. Anh vô chơi với mọi người chút, để mất công mọi người nói là dắt mọi người ra đây rồi lại bỏ rơi mọi người. Anh cứ vào chơi với họ đi, em một mình được mà. Em à,
Bây giờ cứ mỗi năm á, tới dịp thu về, anh sẽ dẫn em ra đây để thỏa mãn ước mơ ngắm biển của em, được không? Anh muốn được lo lắng che chở cho người anh yêu suốt cuộc đời. Cho sau này ai mà được làm vợ của anh Mạnh chắc sướng lắm ha, được anh chồng nấu ăn cho hoài. Trời, em vô duyên quá. Thư hả? Em đang ở đâu vậy? Anh qua đón em đi ăn liền nha. Ừ. Ba, sao hôm nay con được về giữa chừng vậy? Dạ, con về ghé qua nhà lấy ít đồ, công ty yêu cầu con đi công tác đột xuất ba. Vậy ha con. Nhà lại thiếu mất một người, buồn quá. Con đi chỉ vài bữa thôi ba, mà biết đâu trong thời gian đó ba lại có điều kiện thuận lợi hơn để chiến đấu, đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Sự nghiệp cảm hóa còn lâu dài con à. Thôi, con cứ yên tâm đi công tác đi, ráng làm việc cho tốt nha. Dạ, ba yên tâm, con vô trong. À, ba, con đi mà ở nhà có chuyện gì á, ba cứ điện thoại, con sẽ về liền cơ ba. Con coi nhẹ ba quá đó, ở nhà có chuyện gì ba dư sức giải quyết mà. Dạ, vậy thì con yên tâm rồi. Ừ, thôi, con vô soạn đồ đây. À ba, lát mẹ có về á, ba nói với mẹ giùm con tiếng nghe. Ừ. Dừng xe, mình nghỉ ngơi một chút, tiện thể ngắm biển luôn.
Mấy năm rồi em toàn đi biển một mình. Cứ mỗi khi chiều xuống, tự nhiên thấy trống trải vô hạn. Bữa nay em vui lắm vì đã có anh làm bạn đồng hành. Sao mặt anh khó chịu vậy? Bộ đi chung với em anh cảm thấy gò bó lắm sao? Không phải vậy đâu. Tại vì đợt này công ty anh cũng bận rộn nhiều việc quá. Mà giữa lúc như vậy, sếp anh yêu cầu bỏ hết ra đây với em ngay. Nên anh cũng có chút căng thẳng. Căng thẳng quá nên cho tới giờ mồ hôi vẫn túa ra, dù đang đứng trước biển hay sao. Em yêu cầu công ty anh cử anh đi chung với em, chẳng qua cũng chỉ vì muốn tốt với công việc mà thôi. Việc thắng thầu trong dự án tới là hết sức quan trọng, không chỉ với công ty của anh mà còn ngay cả đối với em nữa. Bởi vậy khi phía đầu tư yêu cầu gặp nhau tại thực địa, em nghĩ không nên chần chờ. Anh nghĩ coi, nếu như ta thất bại, mất đi cơ hội tốt đã đành, nhưng còn uy tín của anh không lẽ không bị ảnh hưởng sao? Cảm ơn Tuyết Anh đã lo lắng cho anh. Vậy thì anh hãy tính trước cách trả ơn nếu vụ này thành công nghe. Mình đi tiếp chưa? Mà chương trình làm việc ngoài này á, em đã dự liệu tới đâu? Bữa nay ta cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đã, vừa đi ngắm biển vừa kết hợp quan sát thực địa, nơi sắp tới sẽ xây dựng khu cao ốc luôn. Sao mình không làm việc với phía đầu tư luôn? Chưa cần phải vậy đâu. Cuộc gặp đó sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của chuyến đi, khi chúng ta đã khảo sát thực địa thì kỹ càng. Cứ nghỉ ngơi đi, có mấy khi được như vậy. Anh Mạnh ơi, tới đây nè. Tới đây với Tuyết Anh nè. Anh Mạnh ơi, lại đây với em nè. Nhanh lên. Anh Mạnh, anh Mạnh ơi, lại đây nè. Mạnh ơi, lại đây với em nè. Dạ chào anh chị. Em cho anh lấy chìa khóa phòng 205. Dạ, đợi một chút. Dạ, anh chị mới đi dùng bữa về ạ? Ừ. Dạ, cho em hỏi nhà hàng chúng em phục vụ anh chị có ngon miệng không ạ? Nhà hàng có khách sạn nấu ăn ngon ghê á. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Dạ, không dạ cảm ơn chào anh chị. Dạ. Anh cất xe giùm em, em vô nhận phòng đã đặt trước nha. Ừ. Dạ, em chào chị. Chị Tuyết Anh có phải là đã đặt phòng ở đây không ạ? Ừ, nhân viên của chị đặt phòng từ hôm qua rồi. Dạ. À, có đi ạ. Ừ, chị định ở lại đây mấy đêm ạ? Ừ, chưa biết, nhưng chắc năm bảy đêm gì đó. Dạ, em gửi chị chìa khóa phòng. Hai phòng liền kề nhau đó chị. Lầu 2. Tốt. Ờ. Thank you.
mình leo núi, ngồi cáp treo, lên thăm tượng Phật chẳng hạn. Thôi em mệt lắm, em không đi đâu. Ủa sao vậy? Mới vừa thấy em hào hứng lắm mà. Tự nhiên lúc mưa lúc nắng như thời tiết vậy. Em là vậy đó. Anh yêu em làm chi cho khổ. Mình đi ăn thôi anh. Nhà hàng khách sạn này có nhiều món ngon lắm á. Ok. Mạnh đây, em xong chưa? Anh qua được chưa? Em xong rồi, anh qua đi. Ok, anh qua liền. Dạ. Vô đây đã. Nơi đầu tiên ở biển, ngủ có ngon không anh? Anh ngủ ngon tới mức quên cả giờ dậy, để tức anh phải gọi đó. Ở đây tất cả mọi thứ đều tuyệt. Vậy thì tốt rồi. Nhân dịp này em cũng muốn để anh được nghỉ ngơi thư giãn một chút. Dạo này á, coi bộ anh sút cân khá nhiều đó nha. Anh vẫn vậy mà. À, Tuyết Anh, tối qua em đã gọi điện cho đối tác rồi chứ? Họ nói sao? Liệu mình có thể gặp họ trong sáng nay được không? Sao phải vội vã vậy? Lâu rồi em mới có thời gian ra ngoài này. Tụi mình phải tận hưởng hương vị biển cho đã chứ. Công việc tính sau. Bây giờ em sẽ mời anh một bữa ăn sáng tuyệt ngon. Em cố gắng sắp xếp cho hai bên gặp nhau sớm được không? Anh còn quá nhiều việc ở công ty. Đi lâu quá để mọi việc ứ lại. Ông sếp anh ông la sùm lên thì không hay cho lắm. Khỏi lo đi. Vụ đó để em. Em với sếp anh là thân thiết mà. Mà hơn nữa, ổng thừa biết vụ liên doanh hai công ty chúng mình lần này thắng thầu hay không á là phụ thuộc vào tài năng của anh và em mà. Mà nếu có thắng á thì ổng cũng chỉ ngồi chơi xơi nước rồi kiếm tiền bạc tỷ bỏ túi. Bởi vậy ổng không dám hối thúc gì mình đâu. Để em điện thoại cho ổng nha. Thôi khỏi. Để anh tự sắp xếp được mà. Nhưng thiệt tình, đi chơi hoài như vậy á, anh cũng không thích lắm. Thật tình á, anh chỉ mong gặp được đối tác để cùng nhau đi khảo sát thực địa thôi. Đương nhiên là những việc đó phải hoàn thành. Nhưng em e là phải đợi lâu đó. Vì sao? Vì đối tác đang ở nước ngoài, dầm 7 bữa nữa họ mới về. Trời ơi, vậy mà hôm qua em kéo anh ra đây sớm để làm cái gì chứ? Trời ơi, sao anh phải căng thẳng quá vậy? Nè, quản công việc qua một góc đi. Tụi mình giờ đêm sáng rồi thơ thẩn đi dạo biển. Biết làm thì cũng phải biết nghỉ ngơi chứ. Hả? Thôi, đi nha. Đi. Đi mà.
Mình ơi, em mệt quá, chân em đau nữa. Vậy mà ở nhà thì hung hăng, biểu đi chung chồng mới nghỉ. Thôi ngồi nghỉ đi. Ngồi đi. Thì đặt mục tiêu như vậy để phấn đấu, cứ ngỡ là mình theo được, ai dè thấy đuối. Vậy mà tháng tới tính đi du lịch, thôi hay là tạm hủy kế hoạch đó đi nghe. Hủy là sao? Tôi định đi mấy tháng nay rồi. À, hay là ông định chê tôi già, tôi xấu, muốn bỏ tôi ở nhà để đi một mình dễ bề tán tỉnh mấy cô gái trẻ. Thôi nè, mình có nghi quan cho tôi mà. 30 năm sống với nhau rồi, mình có bao giờ thấy tôi dở thối trần qua đâu. Không có đúng đâu. Biết sao được, trẻ không chơi, già đổ đốn thì sao. Mấy người quanh mình khối người như vậy, liệu ông á hả, có khác họ được không? Người gì đâu mà kỳ lạ quá. Vợ chồng sống với nhau rồi phải có lòng tin với nhau chứ. Dễ sợ chưa, làm gì mà phản ứng dữ vậy. Thỉnh thoảng vợ vợ chút xíu cũng được sao. Tôi không thích giỡn kiểu đó đâu. Thiệt tình tôi cũng chỉ lo sức khỏe của mình mà thôi. Bà biết đi du lịch theo tour là gì không? Đi du lịch tour là bà phải chạy mỗi cẳng mỗi giò luôn, chạy tối mắt tối mũi đi theo mấy cô cậu hướng dẫn viên đó. Đó, biết chưa? Tôi chỉ lo sức khỏe của mình thôi, chứ đâu có ý gì khác đâu. Coi kìa, đầu hai thứ tóc rồi mà còn giận như con nít làm sao. Thôi tôi xin lỗi, mình thừa biết tình cảm của tôi đối với mình ra làm sao rồi mà. Nhưng mà đôi khi tôi cũng phải nhắc nhở ông vậy á, không thôi có ngày tôi mất ông rồi biết làm sao. Vậy là bà đã tự thú mình rồi ha. Vậy là lúc này tôi quan trọng với mình lắm đó nghe. Không dám đâu. Ông có thể nói rõ cho tôi biết về cái dự án mà ông đang đầu tư hay không? Mấy cái dự án nhỏ xíu đó mà. Nếu mà dự án tầm cỡ kiểu đó đó, thì trong tay của tôi này có tới mấy chục cái. Chỉ sợ là cùng lúc nhiều việc quá, làm không xuể, cho nên mới rủ anh em xúm lại. Lòng bất khả hưởng, muốn san sẻ cho anh em chút vậy thôi mà. Trời, dự án một khu dân cư rộng gần tới 200 hecta, vậy mà ông coi là nhỏ xíu. Toàn bộ hồ sơ giao đất ông chắc chắn là có trong tay rồi chứ. Ông hỏi vậy là coi thường tôi rồi. Ông thừa biết ông già tôi là ai rồi đúng không? Biết, biết chứ. Tên tuổi của ông lừng lẫy như vậy, làm sao tôi dám không biết. Nhưng chuyện làm ăn thì tôi cứ xin phép hỏi ông như vậy, có gì sẽ quay xin ông ngủ qua cho. Nếu ông thật sự muốn liên doanh liên kết với tụi này thì một hai bữa nữa về thành phố tôi sẽ cho ông coi quyết định giao đất của ủy ban quận. Vậy thì còn gì bằng. Theo ý ông, khoản vốn góp đầu tiên tôi cần chuẩn bị là bao nhiêu? Để coi. Nếu tôi yêu cầu ông giao liền 20 tỷ, ông có kham nổi không? Ông thừa biết để có được khu đất đó tôi đã phải chạy hàng chục cửa, với số tiền là gấp 3-4 lần tôi vừa nói với ông đó. Em đi. Sao anh nói đi một chút mà đi lâu quá vậy? Chừng nào anh về? À, anh xin lỗi, tại anh có anh bạn ở thành phố ra bàn chút việc cần. Chắc là chút nữa mới xong. À, hay là vậy đi, em cứ đi dạo biển cho thoải mái đi. Lát nữa xong việc anh gọi em liền nghe. Thôi được rồi, để em về phòng em chờ anh vậy. Anh cứ làm việc của anh đi. Bye. Thank you.
chí rồi. Đưa nhau đi đâu đâu á, giờ không chịu về. Sung sướng quá rồi. Ai gọi cũng không thèm bắt máy. Cái điều này chắc mình bị đột quỵ, phải đi bệnh viện cấp cứu thì bà cũng bỏ mặt, để cho mình đai luôn. Ơi Thu, khoan đã. Thu, em vô thay đồ rồi ra ăn cơm đi, để nó nguội hết. Cảm ơn, tôi ăn no rồi, không cần phải lo. Bao lâu nay không có cơm của ông á, chắc tôi đói rã họng tôi chết. Đứng lại. Thu nè, không lẽ em giận anh lâu dữ vậy sao? Trong mắt em bây giờ anh đáng khinh tới vậy à? Em không muốn nhìn mặt anh nữa, cho nên mới phải đi tối ngày như vậy phải không? Tôi đi đâu thế kệ tôi. Tôi đi tôi còn biết đường về. Còn anh, mới vượt cái tay ít bữa thôi, anh đã bỏ nhà cửa, bỏ vợ con, sống hẳn như người khác. Anh không nhớ sao? Mau quên vậy. Em ước gì ngày nào mình cũng được đi dạo biển một vòng như vậy. Sau một ngày làm việc căng thẳng, biển thiệt diệu kỳ, giỡn chứa trong mình bao nhiêu điều thú vị. Anh có thấy vậy không? Thiệt không ngờ bà giám đốc thường ngày nổi tiếng nghiêm khắc và chặt chẽ với những hợp đồng làm ăn, lại có những giây phút lãng mạn như vậy. Thì ra bấy lâu nay trong mắt anh, em là một người khô cứng như vậy. Anh không thấy rằng dù có làm lớn thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối thôi sao? Ngày trước, mỗi lần đứng trước biển, em cứ có một cảm giác lo sợ, mơ hồ. Sợ tiếng sóng ào ạt xô bờ, sợ tiếng gió rào rạt trên bãi cát, sợ cái mênh mang của biển cả, và thấy mình quá bé nhỏ. Vậy mà hôm nay những cảm giác đó như tan biến đâu hết cả. Em thấy mình thật bình yên, dù biển vẫn rộng, sóng vẫn dâng cao, gió vẫn mạnh. Anh biết vì sao lại như vậy không? Em nói đi. Vì em đang có một bờ vai kề bên cho em nương tựa. Mạnh, anh có từ chối niềm khát khao đó của em không? Alo, dạ, con nghe nè ba. Mạnh à, mẹ vợ con khiến ba buồn quá. Lại có chuyện gì vậy ba? Ba thấy mất tinh thần, mất phương hướng và mệt mỏi quá con à.
Hình như bà ấy không còn chút tình cảm nào với ba nữa thì phải. Ba làm gì bà ấy cũng thấy khó chịu. Cứ nhìn thấy mặt ba là bà ấy tỏ vẻ lạnh lùng, vô cảm. Con nghĩ ba phải làm gì bây giờ? Ba đừng có mềm yếu như vậy. Ba phải trở lại là ba của trước đây. Có lẽ mẹ đang muốn thử thách ba. Phụ nữ nói có là không mà ba. Có thể là mẹ vẫn còn tình cảm với ba, nhưng hơn ba một chút thôi. Ba phải kiên định lên. Con nghĩ vậy thiệt sao? Nghĩa là ba vẫn có quyền hy vọng kéo được bà về với mình phải không? Tất nhiên rồi ba. Ba phải tiếp tục theo sát mẹ và chăm sóc mẹ nhiều hơn. Phải kiên trì ba. Con nghĩ mẹ cũng không phải sắt đá đến mức mà không hiểu những thành ý mà ba dành cho mẹ đâu. Vậy hả? Ba cảm ơn con. Ba thấy vững tâm hơn nhiều rồi. Chúc chuyến đi của con thành công nha. Ba quên là ba con mình đã cùng nhau hạ quyết tâm giành lại tình yêu sao? Vậy nghe ba, con chào ba. Chào con. Ai gọi cho anh gì? Ba vợ. À, Tuyết Anh có muốn mình lai ra một chút đồ biển gì đó không? Mình về thôi, em thấy hơi mệt.